Vâng xin chào quý vị và các bạn trong cái số lần này thì nhà đẹp Bách hợp xin được chia sẻ với các bạn một cái công trình nhà phố Mái Thái theo phong cách tân cổ các bạn nhìn thấy này mặt tiền công trình này là 5m à, chiều rộng 5m này chiều sâu của lô đất tính hết cả phần rau à, ô tô phía trước sân phía trước đó, chính là 25m chiều sâu tính từ cái phần sân này đến cuối nhà là 25m chiều sâu và bên này thì có một cái chỗ lô đất trống để của gia đình Đấy, cũng là 5m gia đình đang để giữ chữ các bạn nhìn thấy đây công trình này là được chúng tôi thiết kế cho em Lê Thị Gái ở khu phố Cao Sơn thị trấn Trấn Rừng Thông Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa đây là bộ hồ sơ mà chúng tôi đã bàn giao cho gia đình và đã thi công công trình này trong năm 2023 các bạn nhìn thấy là mặt tiền rất là đẹp đúng không ạ mặt mắt phối màu thì theo phong cách thời thượng đó màu trắng luôn luôn là cái màu mà được rất nhiều khách hàng ưa, ưa chuộng và điểm vào đó là những cái màu xanh ghi cái màu gam màu, màu, màu lạnh các bạn nhé Đấy, toàn bộ cái màu công trình là xuyên suốt gồm hai gam màu chính thôi rất nhiều cái phối cảnh 3D mà chúng tôi đã gửi cho gia đình đây các bạn nhìn thấy đây. Đây là phối cảnh bên tay trái này. Của công trình này. thì chính diện này. Đó. Bên tay phải này. Bên này nhà em còn đất đất nhà em nên là em đang để đua ra một chút cái mái cho nó bay hơn. Đó. Và bên này là mà đất trống dự trữ chắc là có thể là em bỏ để sau này em sẽ bán nhưng mà trước mắt là sẽ sử dụng chắc là lâu lâu năm. Đấy nên là vẫn trang trí cái phần mặt tiền bên bên khu đất trống này nha bởi vì nó là cái view rộng nhìn thấy được đây, này là nhìn từ trên xuống các bạn ạ. nếu như các bạn không có đất trống bên đó thì các bạn không trang trí các bạn cũng không thể mở cửa sổ được chỉ có lấy ánh sáng ở trên mái này đó nhưng mà em nhà, nhà em nó có lợi thế là lấy được sáng cả phía trước đó, rất là nhiều những cái phối cảnh đây là nhìn từ bên trong các bạn nhé khi bỏ hệ cổng ra để các bạn nhìn thấy bên trong cái này là làm công trình làm ba bậc mươi 45 phân từ nền nhà xuống cốt sân này 45 phân và để không không làm bồn hoa mình chỉ để những cái chậu cây thôi cái này để bởi vì sân nó chỉ có 5 mét chiều rộng nên chúng ta cũng hạn chế làm những cái bồn hoa giờ xin mời các bạn này hãy quan sát cái phần hồ sơ nhé hồ sơ chúng tôi đây mặt bằng công trình ạ chiều sâu là 25 mét này lát nữa thì tôi sẽ chia sẻ trên cái phần mềm cho các bạn nhìn rõ hơn công năng này đó rất là chi tiết để chúng tôi thì cũng có cái bản vẽ 2D sẽ có những cái 3D như thế này để cho thợ thi công và chủ nhà dễ dàng hình dung Đây, công trình nhà em này để ra ô tô đến phòng khách này tầng 1 ạ cho đến cầu thang này cho nên bếp này lên phòng ngủ này khu vệ sinh, có phòng ngủ này có vệ sinh riêng. khu vệ sinh phía sau và sân, một cái sân ướt phía sau nữa. Tầng 2, này một phòng ngủ này. Một sinh hoạt chung, một hai phòng ngủ. Tức là tổng cái nhà này có 3 phòng ngủ. Và có một khu vơi khá là rộng, một cái khu vệ sinh chung cuối cùng được thẳng với đồng trục với hai cái nhà vệ sinh dưới. Đây là phần thu hồi. Nó các bạn nhìn thấy những cái 3D như này rất là dễ trực quan dễ hiểu đúng không ạ? phần là li tô của dòng thu hồi đó đây phía mặt các mặt đứng đó. công ty chúng tôi thì sử dụng các cái công nghệ bản vẽ là cứ có 2D sẽ có những cái 3D kèm theo để cho chủ nhà cũng như là thợ thi công dễ dàng hình dung được và hiểu được đấy đây là cái phòng thờ này phòng thờ chút nữa tôi sẽ chia sẻ rõ hơn cái phòng thờ thì em sẽ có phòng thờ để trên cái tum của bạn nha cái trụ thang trụ vị trí thang còn đây chính là cái phần vách của cái tivi cho cầu thang à, cái chi tiết uh, trang trí chúng tôi bổ rất là rõ ràng ra để thợ thi công không thể nhầm lẫn được đấy cái ban công nữa cứ 2D có những cái 3D như thế này chi tiết cửa và chúng tôi thống kê đầy đủ các bạn nhé thống kê đầy đủ chi tiết cửa về phần hồ sơ điện nước của tôi xin là lướt nhanh để dành nhiều thời gian hơn thì chúng tôi sẽ chia sẻ phần công năng bên trong cho quý vị các bạn có thể hình dung được Đây, hồ sơ điện nước của chúng tôi đầy đủ các bạn ạ để chúng tôi thống kê chủ nhà là bao nhiêu mét phương của cửa đây bao nhiêu cửa đi cửa sổ từ gạch bao nhiêu viên này đâu Cái này là hết gần 6 vạn nhé ngói là hết 138 mét ngói đây là phần bản vẽ kết cấu đây các bạn phần vẽ phần kết cấu rất là chi tiết công trình này hai tầng sử dụng cái phương án là phương án móng băng bể phốt bể nước đó chúng tôi thống kê thép chi tiết luôn các bạn nhìn thấy đây toàn bộ phần móng này chúng tôi thống kê thống kê thép đây toàn bộ phần móng hết 2 tấn 7 thép các bạn nhé đó phần cột này và phần dầm phần cột chúng tôi à, thống kê toàn bộ phần móng sau đó thì phần cột chúng tôi thống kê này đấy để phục vụ cho cái giai đoạn để chúng ta lấy thép của từng phần một chúng ta làm phần móng thì chúng ta lấy phần móng xong làm phần cột thì chúng tôi sẽ lấy phần cột còn dầm đã dầm cốt 3m9 này à, sàn 39 này toàn bộ dầm sàn cốt 3m9 rồi tôi ghi rất là rõ như này các bạn nhìn thấy này đây là toàn bộ dầm sàn cốt 7m6 sau đây thì là có cái bảng tổng hợp toàn bộ cốt thép của công trình đó rất là rõ ràng công trình này sử dụng hết 8 tấn thép của 8.159 kg tức là 8,1 tấn rồi tôi xin là chia sẻ cái phần 3D cho các bạn dễ hình dung. Đây là cái mô hình mà chúng tôi đã làm cho chủ nhà và chủ nhà rất là thích cái cái uh, mẫu nhà như thế này. Hệ cổng 5 m thì được hai bên làm hai cái trụ uh, cổng phụ là hoặc hai trụ chính ở hai bên ở ở trong hai cái, cái trụ phụ bên ngoài đó và cái cửa cổng này theo cái sắt hình nghệ thuật các bạn nhìn quan sát nhìn từ trên xuống nhé đó công trình này là làm bậc tam cấp tức là ba bậc rất khá là vừa với nhà phố nhà phố các bạn cũng đừng nên làm cao quá làm năm bậc là không nên chỉ có nhà vườn chúng ta mới làm năm bậc thôi chúng ta chỉ làm ba bậc hoặc là nhiều nơi nếu như cốt các bạn cao các bạn chỉ có thể làm một bậc cũng được các bạn đã có thể quan sát kỹ hơn cái công trình này điểm nhấn của nó chính là cái phần mặt tiền thôi ở nhà phố thì nó chỉ khoe mặt tiền thôi là các bạn nhìn thấy đây chúng tôi đắp vẽ những cái họa tiết khá là đơn giản thôi không có gì lắm ở đây chúng ta có cái cửa sổ này cửa sổ tôi làm cái cửa sổ ba cánh và cửa sổ này chúng ta không có ô fix ở trên tức là không có cái ô thoáng ở phía trên này ô fix vách chết đó, ở trên để dành nhiều cái cái, cái không gian thì tôi đắp một cái họa tiết này, họa tiết hình mặt trời như này, đó, trang trí này tôi zoom lại cho các bạn có thể nhìn rõ hơn, đúng không ạ? Sau này các bạn có thể tham khảo cái này tôi thấy cũng khá là nổi bật, đó. trang trí theo hình vòm như này, cái mái giả thôi, đúng không ạ? chỉ có một chút cái máy này thôi, nhưng mà nó lại là điểm nhấn của cái mặt tiền này. chỗ này chúng ta có một cái bồn hoa, và cái bồn hoa này thì nó cao gần bằng cái cửa sổ thấp hơn cửa sổ một chút nha các bạn nhé thì tiện cho cái việc chúng ta có thể tưới nước ở trong cửa sổ này hoặc chúng ta trồng hoa trong cửa sổ này được Đấy. các bạn mở cửa sổ ra các bạn tưới nước được ngay chỗ này có hai cái cột nửa cột tròn nửa nhé ốp vào ốp vào và giật vào nhé các bạn giật vào để gì ạ để bởi vì đất chúng ta hết rồi nên chỉ bằng cái mép cái chỉ bạn tính làm sao cái chỉ chỉ đua ra chỉ cao nhất thì đua ra nhất nó bằng cái mép của cái tường cái cái giới hạn không gian cái đất nhà mình còn bộ mái nó cắt cụt hết đó, cắt cụt bằng cái đất nhà mình thôi đấy cái này trong này thì sau này cái cột nó sẽ giật vào một chút để cái mái chúng ta đua ra nhìn chúng ta nhìn thấy nó đua ra một chút như này nhìn có nó bay hơn đỡ bị cọc đúng không ạ ở đây sử dụng một cái họa tiết nhỏ nhỏ ở đây theo cái hơi hướng tân cổ nhá chỗ này thì có một cái, cửa sổ vòm nó cũng có cái hơi hướng tân cổ các bạn nhé à, sử dụng cái con sơn đấy cái việc chúng ta không sử dụng cái ốp ở đây thì nó hạ được cái độ cao của cái mái xuống nó tránh cho cái mái chúng ta quá cao chúng ta làm cái mái vừa vừa thôi nó cái mái chúng ta chỉ xây từ đây lên khoảng 500 đấy các bạn nhìn thấy này cái độ cao chỗ này này cái tường sau này chúng ta xây lên đó, không quá cao cao quá thì nhìn à, nó sẽ tốn kém thêm thôi và nó cũng không được cân đối cho lắm chúng ta làm cái, cái, cửa sổ cái office thực ra office ở trên ấy, thì nó không thông gió được mà nó là vách chết mà nên là chúng tôi đã bỏ cái office đó đi để chỗ này là cái cái cửa chúng ta mở được tối đa nhé à, chủ nhà sử dụng tất cả các cửa an ninh đều là cửa gỗ ví dụ như cái cửa đại bốn cánh như này là cửa gỗ này cửa ban công này là cửa gỗ này và cái cửa ra phía cái lỗ đất bên bên tay trái này là cửa gỗ còn tất cả những cái cửa sổ là sử dụng nhôm hệ nhôm bởi vì là cái cửa sổ nhôm hệ này cái cửa sổ thì chúng ta có sen hoa bảo vệ bên trong nên là chúng ta không lo về, về an ninh về an ninh là sử dụng cái cửa đi à, các bạn có thể nhìn ngắm công trình sơ bộ nhé công trình này nó chỉ có mỗi cái mặt tiền và cái mặt bên trái thôi đúng không nào cái mặt bên phải chúng ta thì nó chỉ là bằng phẳng, phẳng. Đây công năng của tầng 1 đây chiều sâu của lô đất là 25 m, chiều rộng của cái gara của đây là là 5 này nhân 16, à, chiều sâu của cái gara ô tô này là 6 m các bạn để là một ô tô thoải mái nhé 6 m là thoải mái rồi ô tô 7 chỗ các bạn để được. Đây có một cửa đi 4 cánh vào và ba bậc chúng ta vào phòng khách. Phòng khách có diện tích là 25,55 à, 21,55 m2, tức là 5 nhân 5. Đó, cái này là diện tích sử dụng các bạn nhé, thấy cái đường bao đỏ đỏ đây đó cái diện tích sử dụng sau khi đã trừ đi phần tường các bạn nhé đây là phần bếp của chúng ta phần bếp nếu như tính sử dụng được cả cái gầm cầu thang này bởi vì cái bàn ăn này hoàn toàn chúng ta có thể xích uh, gần vào trong cái cầu thang này đó và cái diện tích của cái bếp này là 22,55 m mét vuông đây là diện tích sử dụng của cái bếp này bếp cộng với ăn đó đây tủ lạnh chúng tôi để đây này tủ lạnh hai cánh tủ lạnh lớn và đây là chậu rửa này bếp này theo hình chữ L như này tiếp tục đi về phía sau chúng ta có một phòng ngủ số 1 12,37 m vuông phòng ngủ số 1 là có vệ sinh khép kín đó và tất cả những bên này lợi thế của cái nhà này là có cái lỗ đất bên cạnh nên mở được các cửa bên tay trái của công trình này mà cũng vô cùng là là hợp lý về về phong thủy ấy bởi vì chúng ta tạo những cái lối đi bên trái lối đi bên trái là cái lối đi à, chúng ta bên trái càng động càng tốt nên mà trong phong thủy kiêu tố phong thủy bên trái là càng động càng tốt các bạn nhé đây sân ướt này phía sau sân ướt và vệ sinh chung là phía sau đó em gái thì làm uh, bảo hiểm và hai vợ chồng đều làm cơ quan nhà nước cả nên là khách khứa cũng rất là đông nên là em cũng uh, bảo làm cái, cái nhà vệ sinh chung ở phía sau vợ chồng thì sử dụng cái vệ sinh ở riêng đây rồi chỗ này có một cái sân ướt phía sau này Đó. máy rửa bát thì sau này sẽ để ở dưới cái gầm chỗ sát tủ lạnh như này chúng ta lên tầng 2 tầng 2 chúng ta thì gồm hai phòng ngủ nữa tầng 1 một phòng ngủ tầng 2 hai phòng ngủ là cái nhà này sẽ có 3 phòng ngủ phòng ngủ số 2 này chúng ta đi từ phòng ngủ số 2 nhé chúng ta đi đầu tiên lên công trình này làm 21 bậc và phòng sinh hoạt chung ở đây này 17, 10 m vuông đó phòng sinh hoạt chung chúng ta kệ tivi để đây bàn ghế chúng ta để thế này và phòng ngủ số 2 đây 12,37 bằng phòng ngủ số 1 ở dưới cô có trên này có khu phơi và vệ sinh chung hai cái phòng ngủ này sử dụng chung một cái nhà vệ sinh thôi đó, không có phòng ngủ vệ sinh kín như ở dưới nha các bạn nhé sân ướt này trên này cũng có một cái sân ướt máy giặt thì giặt ở trên đó. Phòng ngủ số 3 này đẹp hơn đúng không ạ? Bởi vì là có cái ban công và có cái cửa sổ lấy sáng. Vô cùng là thoáng phòng ngủ này là cái phòng vip nhất là bởi vì là nó có cái gường chọn ánh sáng mặt tiền và có cái ban công nữa để ra hóng gió. Chỗ này có cái bồn hoa có thể chăm sóc cái bồn hoa qua cái cửa sổ này. Đó các bạn nhé. Chỗ này kê một cái bàn, là cái bàn ở đây để uống nước. Tủ của nào đến đây, đây? Đây là cái bàn làm việc chỗ này. Phòng ngủ này cũng có cái bàn làm việc đây. Và trong cái phòng ngủ này sẽ mở một cái cửa sổ để uh, tận dụng cái ánh sáng của cái cửa sổ ở bên bên tay trái chúng ta mang lại. Và ngày tôi xin chia sẻ ở đây cái nhà này là có phòng thờ là phòng thờ. Tiếp tục chúng ta đi lên từ đây. Đây ạ. Từ từ phòng uh, tầng 2 chúng ta tiếp tục đi lên phòng thờ ạ ngủ số ba phòng sinh hoạt chung này phòng ngủ số 2 này đây là cái sân phơi này vẫn là từ dưới các bạn nhé và phòng thờ đây các bạn phòng thờ là chính là cái từ phòng, à, khi cầu thang tầng một đi lên chúng ta đi lên 9 bậc thì chúng ta sẽ lên cái phòng thờ này đó, các bạn này 9 bậc chúng ta lên phòng thờ đây là phòng thờ để trên cái gác xếp chỗ cầu thang đó lát nữa các chúng ta nhìn cái 3d chúng ta sẽ hiểu hơn vâng à vâng đây chính là cái phần 3D các bạn nhìn này 3D của tầng 1 từ lán uh, gara này phòng khách này cầu thang này đây là có cái những cái vách lam vách lam của cầu thang để che cầu thang nha che chắn cầu thang và dưới cầu thang dưới gầm cầu thang chúng ta hoàn toàn có thể để những cái tủ đồ trong này đó chúng ta kê ví tủ rượu hay là bàn ăn thì chúng ta vẫn có thể để dưới cái gầm cầu thang vế vế tới nhé vế cao này này đó tủ lạnh hai cánh ở đây rồi chúng ta đi vào phòng ngủ số 1 đây đấy các bạn nhìn thấy các cửa sổ này lấy sáng cho cái khu vực hành lang và các cửa sổ này được hưởng cái ánh sáng từ những cái cửa sổ bên trái này nhá cuối cùng rất là khu vệ sinh toàn bộ vệ sinh để xuống cuối cùng đấy. hộp kỹ thuật để đây các đường ống các bạn nhìn thấy đường ống đấy đó đường ống kỹ thuật đây đấy chúng ta cùng lên Vâng, đây là cái mặt bằng tầng 2 của chúng ta. Các bạn nhìn thấy là tầng 2 này, đây là phòng ngủ số 3 nhé Phòng ngủ số 3 sẽ có cái ban công như thế này. Đúng không nào? Tôi sẽ quay này cho các bạn nhìn thấy này. Ở đây là một cái cột hiên này, đây em cột ốp mà ốp nửa này, hình vuông để nó để nó tạo ra hai cột này nó có đồng bộ với nhau, hai cột tròn này đồng bộ với nhau. Đây là bồn hoa đây phòng của số 2 chúng ta có cái bộ ghế sofa này đấy rất là rộng đúng không ạ giường để đây tủ quần áo chỗ này đây chính là bàn làm việc đây cái phòng phòng thờ các bạn nhé từ dưới tầng 1 chúng ta đi lên cầu thang đi lên tiếp tục chúng ta sẽ đi lên 9 bậc để chúng ta lên phòng thờ đây các bạn nhìn thấy này. đấy 9 bậc chúng ta đi lên đây cái phòng thờ ở đây cũng rất là hay bởi vì sao chúng ta tiết kiệm được cái diện tích À, đến đây chính là cái ô diện tích của cầu thang. Nếu như các bạn mà làm phòng thờ ở phía trước chỗ này thì nhà phố là cái mặt tiền là cái nơi sáng nhất. Sáng nhất thì mà chúng ta lại tận dụng ra làm phòng thờ. Chúng ta làm phòng thờ thì đương nhiên là cái phòng ngủ trong nó sẽ bị tối. À, chúng ta sẽ phải làm được cái giếng trời. Nhưng mà cái việc để phòng thờ ở đây thì nó có hai cái tác dụng, một là nó tận tận dụng được cái diện tích, hai nữa chúng ta sẽ làm cái cầu thang để chúng ta lên thăm mái các bạn nhé từ chỗ đây sau đó trên mái chúng ta sẽ làm một cái cửa sổ mái mà chúng ta trèo lên rất là nhẹn, đúng không ạ rất là, gần và đơn giản đúng không nào đấy thì nếu như các bạn không phải là con trưởng các bạn không chỉ đây chỉ là cái phòng thờ để thờ thủ công thôi thì đây cũng là một cái phương án để các bạn có thể tham khảo để tiết kiệm chi phí cho nhà các bạn nhé phòng sinh hoạt chung đây các bạn này đó kệ thì tivi treo tường đến đây phần ghế sofa các bạn có thể sử dụng là phòng sinh hoạt chung hoặc phòng đọc sách đó. Đây phòng ngủ số 2 thẳng phòng ngủ số 1 ở dưới lên. Đấy. Các bạn nhìn thấy này. Cửa vào chỗ này nhé các bạn nhé. Cửa vào này, giường này, tủ quần áo này. Bàn học thì quay cho cửa sổ này. Cuối cùng là khu giặt phơi. Giặt phơi này, vệ sinh này. Đây, đường ống này, sau này các bạn xây hộp kỹ thuật lên nhé. Và chỗ này là có cái khô phơi thì có những cái sen hoa để làm ô thoáng để cho quần áo nó khô Vâng vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu toàn bộ từ cái công năng cho đến phối cảnh 3D và cái chúng ta cùng vào thăm các công trình nội thất nội tiết là làm sao rồi đúng không ạ và công trình này là có chiều sâu là đất là 25m nhưng mà trừ đi 6m phần sân thì còn có 19m đúng không ạ thì đây là công trình các bạn có thể tham khảo là 5 x 19 mét để nhà các bạn mà có lô đất tương tự thì các bạn có thể tham khảo nhé và các bạn thấy là những video của Bách Hợp hay thì bạn hãy cho Bách Hợp một like để ủng hộ tinh thần Bách Hợp ra nhiều video hơn nữa nhé Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị các bạn ở video lần sau ạ.